chúng ta mới học cái bài ung thư tụy. Các bạn biết là ung thư tụy là một cái bệnh lý nó có tiên lượng nghèo, nghèo nàn. Tại vì sao? Hầu hết là chẩn đoán muộn. Tại sao chẩn đoán muộn? Tại vì nó không có triệu chứng nào có thể phát hiện sớm. Nha, cái triệu chứng mà phát hiện sớm nhất trong lịch sử là cái dấu hiệu là huyết khối tĩnh mạch di trú, mà nó không phải xảy ra tất cả một bệnh nhân, nó chỉ xảy ra một phần nhỏ bệnh nhân thôi. Cho nên nói chung khi đã có triệu chứng rồi nha, thì ung thư tụy là hầu như không thể điều trị triệt để và dự hậu nó rất nghèo nàn. Theo thống kê mới nhất ở bên châu Âu á, thì bệnh nhân bị ung thư tụy nói chung, mổ hay không mổ, tất cả giai đoạn, tỷ lệ sống 5 năm là 1 phần 5. Xin lỗi, tỷ lệ sống 1 năm là 1 phần 5. Tỷ lệ sống 5 năm là gì? Là 4%. Vì thế cho nên là 90% bệnh nhân bị ung thư tụy dù có mổ hay không mổ thì đều kết thúc cái cuộc đời, cuộc sống của họ bằng một cái trạng thái nha, là đau đớn. Đúng, mổ không mổ kết thúc cuộc sống bằng cái đau đớn. Ít có ai là kết thúc cuộc sống bằng cái một cái nhẹ nhàng nha, một hoặc là suy gan do tắc mạch hoặc là đau đớn. Thì có những bề mặt ngoại khoa, chúng ta là thầy thuốc, chúng ta phải có những cái biện pháp nào đấy. Mặc dù chúng ta không cải thiện tiên lượng của bệnh nhân, nhưng mà cũng làm cho bệnh nhân về mặt chất lượng sống nó cải thiện. Đó là một trong những cái nguyên tắc của ung thư học bây giờ. Cách nào đấy làm cho bệnh nhân ra đi trong cái nhẹ nhàng, thì người ta ra đời một cái chuyên khoa riêng trong ung thư học, gọi là chuyên khoa về giảm đau trong ung thư nói chung và giảm đau trong cái tụy nó riêng. Trước tiên để học giảm đau trong ung thư tụy đấy, chúng ta phải biết là cái tụy làm tại sao mà đau, đau do cái gì. Cái đau tụy là cái đau tạng nha, là do tế bào ung thư nó xâm lấn vào trong cái đầu thận thần kinh ở tụy nha. Thì trước tiên hiểu cơ chế đau, ta phải đi rõ về cái chi phối đau của tụy. Đây là tụy đây, tụy đây nha, rồi thần kinh tự động ấy, nó sẽ thành cái mạng lưới nha. Cái đáp ứng mạng lưới này ta gọi là gì, là cái đám rối tạng. Đám rối này nó phủ rộng lắm nha, ở tầng trên khoang bụng, ở phía sau của động mạch chủ và tĩnh mạch chủ. Đám rối tạng là một trong ba cái đám rối lớn nhất của cơ thể, nó có rất nhiều cái đám rối phụ nha. Từ cái đám rối này nó sẽ tập trung thành hai cái hạch lớn, là cái hạch gọi là hạch tạng nha. Từ cái hạch hai hạch tạng này nó sẽ thành hai cái dây thần kinh tạng, tạng lớn và tạng bé nha. Nó đổ vào, nó đi lên trên ngực ấy nha, nó đổ vào cái, nó nối với cái hạch giao cảm chặn sống. Từ hạch giao cảm chặn sống nó vào trong tủy sống, trường tủy sống nó mới lên lên hệ thống thần kinh trung ương, đúng chưa? Vậy thì có ba chặng nha. Thứ nhất là cái đám rối tạng, thứ hai nữa là cái hạch tạng, và thứ ba nữa là gì? Thứ ba nữa là thần kinh tạng, thần kinh tạng lớn, thần kinh tạng bé nha. Thì giảm đau trong ung thư tụy đấy, đơn giản nhất là chúng ta cho bệnh nhân thuốc, thuốc giảm đau, thuốc thuốc giảm đau. Thì hiện nay là gì, là có hai loại thuốc là gì, non-steroid, hai thuốc giảm đau gây nghiện nha, giảm đau gây nghiện. Một số bệnh nhân có loét dạ dày tá tràng hoặc là đau nhiều quá thì cái non-steroid này nó không còn tác dụng, mà chống chỉ định, lúc đó là người ta bắt buộc phải dùng thuốc giảm đau gây nghiện. Tuy nhiên thuốc giảm đau gây nghiện cũng có một số trường hợp có tác dụng phụ, ví dụ như là táo bón, ví dụ như là khô niêm mạc hầu họng này, nói vân vân nghe, hoặc đau quá nhiều, ngay cả thuốc giảm đau gây nghiện cũng không có đáp ứng được, giải quyết được cái đau cho bệnh nhân. Thì lúc đó người ta sẽ phải giảm đau bằng những cái can thiệp nha. Can thiệp đó có thể can thiệp vào một trong ba cái khâu: một là can thiệp vào cái đám rối tạng, thứ hai can thiệp vào trong cái hạch tạng, thứ ba nó can thiệp vào trong cái thần kinh tạng lớn và tạng bé. Ba khâu, một hai ba nha. Can thiệp bằng cách nào? Thứ nhất là hủy nó đi, cắt bỏ nó, cắt. Thứ hai nữa là làm liệt nó, làm liệt liệt thần kinh bằng cái gì, bằng cái những hóa chất, mà hóa chất thường được sử dụng nhất là cồn, cồn tuyệt đối. Cắt
chỉ được chỉ định trong trường hợp là khâu thứ ba thôi nha, phẫu thuật cắt đây nha. Còn khâu thứ hai, khâu thứ nhất thì không ai cắt hết, tại vì nó thành cái mạng lưới thế này không ai cắt hết. Thế cho nên ta là sẽ làm liệt, nó làm liệt bằng hóa chất. Hóa chất thường gặp nhất, thường được sử dụng nhất là gì, là cồn tuyệt đối. Tuy nhiên cắt thì có tác dụng là vĩnh viễn cho đến khi nào bệnh nhân mất luôn nha. Còn làm liệt nha, thì có tác dụng tạm thời trung bình là khoảng 2-3 tháng, mà cái thời gian đó đủ để cho bệnh nhân có thể ra đi nha, một cách thanh thản. Hiểu vấn đề chưa nha? Thì giảm đau bằng cách liệt này đó, người ta sẽ có nhiều cách. Ngay cái cách có thể được áp dụng như nãy ca chúng ta vừa học đấy, là khi mở bụng ra nha, thì sao làm phẫu thuật thuyên giảm nha, nó mật ruột nó bị tràn, thì bác sĩ người ta sẽ làm luôn phẫu thuật giảm đau. Bằng cách nào? Bằng cách nào? Người ta tìm cái động mạch chủ bụng mà ngay bên dưới cơ hoành nha, người ta chích ancol vào đấy, chích ancol vào hai bên cái động mạch chủ đấy nha, thì có hai cái vị trí chích nha. Nếu anh không tìm thấy cái hạch tạng này á, thì anh chích rộng ra để cho cái thuốc GT này, thuốc ancol này nó sẽ phủ hết cái vùng này. Một cách thứ hai nữa, nếu anh tìm thấy cái hạch tạng này nó to lắm à, anh quỷ trực tiếp hai anh này, đó là thứ nhất là làm liệt thần kinh neurologic trong lúc mổ nha, có thể tiêm vào đám rối. Thứ hai, có thể tiêm trực tiếp vào cái hạch. Tiêm vào đám rối thì dùng lượng thuốc nhiều hơn, tiêm vào hạch dùng lượng thuốc ít hơn. Tiêm vào đám rối thì hiệu quả giảm đau nó thấp hơn tiêm trực tiếp vào cái hạch, tại vì cái hạch là cái nguồn chạm gần như cuối cùng nha. Trong trường hợp bệnh nhân không được mổ, không có chỉ định mở bụng đấy, thì có thể dùng cái biện pháp liệt thần kinh này qua hai ngã, một cái ngã qua nội soi dạ dày, đưa ống soi vô đây, cái ống soi đấy có cái đầu dò siêu âm, người ta siêu âm người ta thấy cái hạch, người ta sẽ xuyên cái kim qua thành dạ dày vào trong cái đám rối này, đám rối và cái hạch này, người ta sẽ bôi thuốc ancol. Một cách, cách thứ nhì là gì nữa, là không có qua ngã nội soi mà qua da. Qua da phải dưới sự hướng dẫn của một cái phương tiện cho nó hình ảnh. Và cái phương tiện đó thường được sử dụng là CT. Ta đâm từ phía sau, ta đâm ra phía trước. Đâm từ đây ta đâm lên. Từ sau lưng ra phía trước. Thì những độ chính xác nó không cao. Ít khi nào có đầu kim nó tới chỗ này lắm. Cho nên là trong ba cái phương tiện nha, không bế qua mở bụng, không bế qua nội soi dạ dày, và không bế qua cái ngoại qua da dưới hướng dẫn CT. Thì cái phong bế qua da với những CT phải dùng lượng thuốc nhiều nhất và cái hiệu quả kém nhất. Tại vì sao? Tại vì ta định vị cái vị trí ta bơm thuốc nó không chính xác. Nha, còn cuối cùng là gì? Cuối cùng là có một cách điều trị giảm đau nha, là có thể là gọi là giảm đau vĩnh viễn luôn, đến lúc bệnh nhân mất luôn, là ta cắt đứt hai cái dây thần kinh, cái trạm cuối cùng trước khi nó vào trong cái hạch giao cảm cảnh sống, trước khi nó vào tủy sống, cắt thần kinh tạng bé và tạng lớn. Hai cái anh này nó nằm ở trong lồng ngực nha, thì muốn làm hai anh này là phải nội soi lồng ngực nha. Mà muốn nội soi lồng ngực, muốn thao tác ở lồng ngực đó thì phải có một cái đặc điểm là gì, là phải thông khí một bên phổi, hiểu không? Phổi nó phải xẹp thì anh mới thao tác được trong lồng ngực. Thì lúc đó bắt buộc phải đặt cái ống nội khí quản. Là bình thường ta mổ thì sao? Bình thường ta mổ ta phải đặt ống nội khí quản thôi, là ta thông khí cả hai bên cùng lúc. Còn nội soi, phẫu thuật nội soi lồng ngực thì không cần bơm hơi, nhưng phải làm xẹp phổi một bên để bên kia nó còn thông khí để cung cấp oxy cho cơ thể chứ. Lúc đó thì phải kiểm soát một bên phổi từng bên một, cho nên phải thông khí bằng cái ống nội soi phế quản, nghĩa là ta đặt sâu xuống nữa và nó có hai cái ngách để kiểm soát thông khí từng bên phổi một. Khi mổ bên đây thì phải làm cho bên phổi này nó xẹp. Như thế thì cái phương tiện để cắt, cái phương pháp mổ để cắt thần kinh giao, cái thần kinh tạng lớn tạng bé qua ngã ngực và nội soi thì cần bác sĩ chuyên khoa về lồng ngực. Thứ hai nữa là cần phải gây mê. Thứ ba nữa là cần phải xẹp một bên phổi. Cho nên về mặt kỹ thuật yêu cầu cao nhất. Mà cao nhất như thế mà lại bác sĩ về chuyên về lồng ngực. Bác sĩ ngoại tổng quát không thể nào can thiệp cho lồng ngực được, thì không có rành về giải phẫu đến đấy. Nha, cho nên là sẽ có sự nhọc nhằn về mặt trách nhiệm giữa anh bác sĩ ngoại tổng quát của tác phần dưới bụng có ngoại lồng ngực. Thứ hai nữa, bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối ít có ai chấp nhận là mổ lớn như thế chỉ để làm giảm đau. Nên thật ra phương pháp này là phương pháp điều trị triệt để nhất, giảm đau hiệu quả nhất, nhưng mà lại ít được sử dụng nhất.
Tại vì hai lý do, thứ nhất là có sự nhọc nhằn xác nghiệm giữa hai nhóm bác sĩ chuyên khoa. Hai thứ hai nữa là một phẫu thuật quá lớn trên một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Vì thế cho nên mặc dù nó hiệu quả nhất, nó vẫn được ít được sử dụng nhất. Hãy nói tóm lại là gì? Hiện nay thì giảm đau trong trong tụy đó thì chỉ giảm đau bằng thuốc. Ha, và thuốc là chủ yếu là thuốc gây nghiện. Ha. Rồi, sau này nếu bạn nào đi chuyên khoa có đi chuyên khoa về ung bướu thì các bạn có thể triển khai những cái giảm đau này. Cái này nó mang tính nhân bản nhiều lắm. Nhân bản nhiều. Hiểu chưa? Hiểu vấn đề chưa? Nhớ những cái khâu trong cái quá trình đau của tổn thương tụy và ta sẽ triệt, ta can thiệp vào khâu nào? 1 2 3. Ha, hiểu không? Bé hiền này hiểu không? Rồi thôi nghỉ ha.